Tối ngày 18 tháng 11 thì trường Trung học cơ sở dân tộc Nội trú Làng Chánh đã tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tham dự chương trình hội diễn có thầy giáo Lê Gia Kỳ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường và toàn thể quý thầy cô, phụ huynh học sinh, đông đảo các em học sinh các khối lớp của nhà trường. Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã trở thành truyền thống không thể thiếu của thầy và trò trường Trung học cơ sở dân tộc Nội trú Làng Chánh. Phát biểu khai mạc, cô giáo Lê Thị Huyền, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn nhà trường nhấn mạnh, hội diễn văn nghệ là một trong những hoạt động thiết thực có ý nghĩa văn hóa truyền thống và là dịp để học sinh trong toàn nhà trường có cơ hội được tham gia biểu diễn, tăng cường tình đoàn kết gắn bó với nhau và cũng là dịp để các em học sinh bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với công lao to lớn của các thầy cô giáo. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, cô cũng khẳng định đêm diễn văn nghệ đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của thầy và trò trong suốt quá trình dàn dựng và tập luyện. Hội diễn văn nghệ với 20 tiết mục văn nghệ được các em học sinh ở tất cả các khối lớp tập luyện, dàn dựng công phu để biểu diễn đã đem lại bầu không khí vui tươi đặc sắc và đầy ý nghĩa trong đêm hội. Đây chính là một sân chơi âm nhạc sôi động của các em học sinh nhà trường. Mỗi tiết mục đều mang màu cờ sắc áo riêng và tinh thần đồng đội. Những tiết mục văn nghệ được các em biểu diễn với nhiều hình thức như múa, nhảy, hát. Thế nhưng, vẫn cùng chung một chủ đề đó là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là ca ngợi tri ân thầy cô, tình cảm bạn bè. Đêm diễn ghi nhận nhiều tiết mục biểu diễn thành công, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Dịp này, nhà trường cũng đã phát hiện được những tài năng âm nhạc và trao giải nhất, nhì và trao giải ba cùng giải khuyến khích kèm theo phần thưởng cho các tiết mục xuất sắc để động viên tinh thần đối với các em học sinh. Đêm diễn kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò đến từ các khối lớp với nhiều tiết mục văn nghệ hay, đặc sắc, có tính nghệ thuật và tính sáng tạo, tràn đầy tình cảm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.